Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa Việt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này, nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em đã mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chẵn nó rung cho anh em hai cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi, tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhé. Và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Bát đĩa là không liên quan anh em nhé. Này, bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé. Còn quân vị là không liên quan rồi, tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn. Này, đĩa này soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé. Anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đấy, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy đó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ anh em này, ba trắng này, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này. Ba đen nó sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, ba đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này. Sóc. Ba trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung hai này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy. Sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên ở đấy. Đây. Cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này. Vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm và vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì, máy đều báo được hết nhá. Quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi một vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhớt, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá, bất cả vị gì thì máy nó mới thu được, vẫn là chẵn này, có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được này. Vẫn là chẵn này. Có chẵn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chẵn có lẻ thì máy nó mới bắt được
con vơi rơi con vị và nó thu được tiếng rơi con vị và nó báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chẵn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này, sấp đôi tôi sóc tiếp này, cái này chèn vị đề vị máy để báo hết nhá, và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét cái đầu rồi, nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nè này anh em này, vẫn là ba đen này, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này, trong vị đề vị máy đã báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nè tiếp này, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi thứ tử này, chẵn này. Tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất, thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhé. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây, tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi đấy. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. À. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy, tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây, tôi mở cho anh em xem nhá. Đây, ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc
là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi, tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn đó không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng, đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyện để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp đây anh em nhá. Đây. Chào anh em, hôm nay công ty Cờ Bịp chúng tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bát tàng hình không tang không chân giả. Đi vào sóc thử luôn cho anh em để anh em cùng cảm nhận luôn. Một ba trắng anh em nhá. Đấy, trên màn hình anh em đang xem là qua một cái lớp điện thoại. Đấy, nên là anh em có thể nhìn hơi khó một tí. Ba trắng mở luôn. Tôi nhìn thấy thực tế rất rõ luôn anh em nhá, rõ nét 100% luôn. Tiếp. Tiếp tục ba trắng anh em nhá. Mở luôn này. Đấy, sáng như đêm trăng rằm luôn. Tiếp này. Xong cho anh em vài tiếng cho anh em cùng cảm nhận nhá. Ba đen mở luôn. Đấy, ba đen này. Tiếp này. Tứ đen anh em nhé. Đấy, tôi nhìn phát tôi nhìn thấy luôn. Ở đây là qua một lớp điện thoại nên là anh em nhìn có vẻ là hơi khó một tí. Khi anh em lên tận nơi trực tiếp anh nhìn thẳng qua một lớp điện thoại màn hình này, nhìn rất là rõ luôn anh em nhé. Tứ đen này mở luôn này. Đấy, chào anh em. Hôm nay công ty Cờ Bịp tôi giới thiệu tới anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không chân giả. Đấy, ngày xưa anh em đi chơi anh em phải cắm kim vào đít bát nên là luồn bát vào rất dễ bị đối phương phát hiện anh em nhé. Thì ở cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho anh em bát tàng hình không tang không chân giả anh em nhé. Khi em đi chơi anh em chỉ cần đặt cái bát này lên, đấy, nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Đấy, khi anh em luồn bát vào hổ báo cáo chuẩn cầm có cái chiếc bát này rất là khó phát hiện đây là một chiếc bát tàng hình không tang anh em nhé. Trắng như ngọc trinh luôn này. Đấy, soi từ trong ra ngoài cho anh em cùng cảm nhận luôn anh em nhá. Đấy, không cần phải cắm kim anh em nhá, anh em đặt thẳng trực tiếp lên như này. Đấy, nó sẽ tự động nháy đèn lên cho anh em là nó đang báo sạc anh em nhá. Ngoài những cái mẫu bát tự động này ra có rất nhiều mẫu loại bát nữa, như là bát một là bát tự động này. Bát tự động thì anh em sóc xong sẽ tự động mở kết quả cho anh em. Còn bát khiển là anh em muốn mở kết quả lúc nào thì anh em chỉ cần bấm nút khiển là sẽ anh em nhìn có thể nhìn được kết quả anh em nhá. Và cái loại bát thứ ba đó là bát wifi anh em nhá. Khi anh em đi chơi anh em cầm cho tôi một cái củ wifi này đúc vào trong người và anh em bật cái công tắc này lên, nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi và anh em tải cho tôi một cái ứng dụng phần mềm về. Đấy, và anh em kết nối cho tôi cái wifi này về và điện thoại là anh em nhìn trực tiếp kết quả vào điện thoại anh em nhá. Đấy, ngoài những cái mẫu bát này ra bên đại lý chúng tôi làm được tất cả những mẫu loại sản phẩm như là bát nhựa, chén, tất cả những loại bát anh em ở địa phương anh em chơi những mẫu loại bát gì anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mẫu loại bát đó và gửi cho tôi qua Zalo treo số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Đấy, tất cả những mẫu loại bát đấy thì bê tôi đi vào tôi kiểm chứng cho anh em một lần nữa, bát cực kỳ đẹp, cực kỳ led luôn anh em nhá. Sóc thử nữa cho anh em một vài tiếng nữa cho anh em cùng cảm nhận cái độ led của bát này anh em nhá. Sấp đôi anh em nhá. Sấp đôi này, mở luôn này. Đấy. Sấp đôi. Không mở chuyện nhìn mắt anh em nhìn thấy thì không mở chuyện sai được anh em nhá. Đấy, tứ trắng bán cả người đánh chắn tiếng này anh em nhá. Mở luôn này. Đấy. Về tứ trắng này anh em nhá. Tiếp này. Cho anh một vài tiếng bạc nữa cho anh em cảm nhận.
tứ liêng anh em nhé, chồng quân chồng vị để bảo hết. Tiếp này, ba trắng anh em nhé, đấy mở luôn này, đấy cực kỳ rõ nét luôn anh em nhé, trừ khi nó chồng quân chồng vị đè lên như thế thì chịu rồi anh em nhé. Đấy, tiếp này, thử cho anh em một vài tiếng nữa này, ba trắng anh em nhé, mở luôn. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang cũng như sạc anh em nhé. Bát anh em chỉ cần đặt lên tự động như này là sẽ tự động sạc cho anh em nhé, anh em không cần phải cắm kim như ngày xưa nữa. Đấy, thì anh em nào ưng về mẫu sản phẩm này, anh em cứ alo cho tôi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, tôi sẽ gửi về cho anh em tận nơi. Còn anh em nào mà ở xa hoặc không đến được, tôi sẽ gửi về cho anh em. Anh em test hàng ok thì anh em lấy, không ok thì có em gửi hàng lại quay lại cho mình. Đấy, nhà tôi thì có 3 cơ sở, 1 là bến xe Mỹ Đình, 2 bến xe Giáp Bát và 3 là bến xe Miền Đông. Đấy, anh em nào ở gần thì qua thẳng trực tiếp, anh em test ok anh em lấy, không ok qua như mấy anh em mình cũng chụp trò chuyện giao lưu anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đi bịp. Nhưng anh em đang thua tha xa bờ, muốn vào bờ an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhưng cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quần vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhé, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nha. Anh em lưu ý này, cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nhá. Dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả. Lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái, sấp 2 nó dùng 2 cái và tứ tử nó không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp. Nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nhá. Ở Sài Gòn ra bến xe Miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá. Tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi con tú đi anh em nhá. Đây, sới chơi con tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nhá. Tôi chuyện bất cười. Đúng cái màu giống của nó nhá anh em nhá. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét giữa hết về nó sẽ rung anh em nhá. Lẻ rung và sấp 2 rung 2 cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nhá. Đây, 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi. Anh em nhận diện ở nhà đi. Và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nhá. Rung là rung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ. Tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết anh em nhá. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi quân thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi, hay chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nhá. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không rung anh em nhá. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Sấp 2 sự chinh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhá, để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mở này, không mà sai ba trắng anh em này. Anh em lưu nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở đây,
ba trắng lên ba đen này, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này, máy báo cũng rung rồi, chồng bát chồng nghĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết anh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử. Mở đây, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn vào người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn đây, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong nghĩa lệ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này. Mở đây, không bạ sai ba trắng anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc, anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung 2 rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp 2 rồi, đánh cả 1 tỷ sấp 2. Mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em đi nhá, quân nặng được, thăng long villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không bao giờ sai ba đèn này anh em này. Bây giờ tôi để ra cái bát để tôi lật quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ sấp 2 nó sẽ dùng 2 cái để chênh lệch anh em này. Ba đen đây, ba trắng nó đều dùng 1 cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi? Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân hạng được, thăng long hay villa, quân bài của được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi. Độ chuẩn xác của nó là 98 99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip.